Cái yêu cầu về ngôn ngữ văn phong hành chính thì trong cái bài giảng đầu tiên của bài giảng online 3 thì cô đã nói về yêu cầu ngôn ngữ văn phong hành chính. Thì trong cái phần yêu cầu về văn bản thì chúng ta cũng nhắc lại là yêu cầu văn bản ngoài đảm bảo về mặt nội dung, hình thức thì văn bản còn đảm bảo về ngôn ngữ văn phong hành chính. Và ngôn ngữ văn phong hành chính phải đảm bảo về mặt chính xác như thế nào, phổ thông đại chúng ra sao, lịch sự ra thế nào đơn nghĩa ra sao thì chúng ta đã được tìm hiểu trong bài giảng đầu tiên của online 3. Do vậy phần này cô sẽ không nói nữa và các em sẽ quay lại cái bài giảng đầu tiên để có thể nghe lại những cái kiến thức về yêu cầu về ngôn ngữ văn phòng hành chính này.